Tại Lữ đoàn 161, vùng 3 Hải quân, Thượng úy Võ Xuân Trọng, trưởng ngành 23, tàu 863 đang huấn luyện nội dung chuyên ngành có sử dụng mô hình hệ thống máy điều khiển PAU-UTU, điều khiển lưới quét PEM-T4, làm việc kết hợp với AT-2, một mô hình do anh và các đồng đội nghiên cứu ra. Trong huấn luyện chiến thuật tàu, huấn luyện kỹ chiến thuật chuyên ngành gặp rất nhiều khó khăn do chưa mô tả khái quát cụ thể, rõ ràng, sinh động để người học có thể hình dung, nắm bắt đầy đủ về vũ khí trang bị. Không gian trên tàu lại chật hẹp, không thể huấn luyện nhiều người cùng lúc. Người học không tự tin do chưa nắm chắc kiến thức, sợ hỏng vũ khí trang bị. Với kích thước 1:50 so với vật thật, bên cạnh mô tả hình dạng cấu tạo, mô hình của đồng chí Trọng đã giúp người học hình dung được về hoạt động của lưới quét, là loại khí tài ra quét tiêu diệt các loại thủy lôi. Giảm thời gian huấn luyện lý thuyết, tăng thời gian thực hành, mô hình dễ sử dụng, thao tác, tiết kiệm thời gian hoạt động cho vũ khí trang bị thật, từ đó giúp bộ đội thành thạo, tự tin, khai thác làm chủ cả trong sử dụng và bảo quản bảo dưỡng để thực hiện nhiệm vụ thực tế tại đơn vị. Đối với mô hình máy điều khiển PAU-UTU điều khiển hệ thống PEM-T4 kết hợp AT-2, chúng tôi cảm thấy đây là một mô hình hết sức trực quan, sinh động, phù hợp với yêu cầu thực tế của đơn vị, giúp chúng tôi có thể dễ dàng khai thác sử dụng cũng như bảo đảm các quy tắc an toàn nhằm mục đích hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ rà quét trên biển. Trong quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đã gặp rất nhiều khó khăn như về điều kiện, về thời gian, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen và nguyên vật liệu của chúng tôi phải đạt được yêu cầu về độ bền cao, tăng tuổi thọ cho mô hình và cũng như sản phẩm để huấn luyện được các đồng chí lâu dài. Mặc dù có những khó khăn đó, tuy nhiên vẫn luôn được sự tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ của các cấp ủy, chỉ huy các cấp. Từ đó chúng tôi đã xây dựng cho mình một động lực để tích cực, chủ động, tìm tòi, vận dụng hết tất cả các kiến thức đã học ở nhà trường để nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa về máy điều khiển cũng như và hệ thống lưới quét PEM-T4 kết hợp với AT-2 nhằm huấn luyện cho toàn bộ chiến sĩ được lâu dài hơn. Lữ đoàn 161 là lực lượng chiến đấu chủ công của vùng 3 Hải quân, có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thêm lục địa miền Trung, sẵn sàng thả thủy lôi phong tỏa các khu vực biển, ra quét thủy lôi mở luồng, dẫn đường cho các tàu, vận tải chi viện các đảo, bảo vệ các mục tiêu được phân công, tuần tiễu bảo vệ các hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí của ta và tìm kiếm cứu nạn trên biển, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi có lệnh. Để xây dựng đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lữ đoàn tập trung huấn luyện, bồi dưỡng cho bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ, có trình độ kiến thức toàn diện, có năng lực tổ chức thực hành, đủ khả năng tiếp thu, vận dụng sáng tạo tiến bộ khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, sử dụng thanh thạo làm chủ các loại vũ khí trang bị. Luôn luôn chú trọng làm tốt mọi công tác chuẩn bị trước, trong và sau huấn luyện. Đối với cán bộ, cấp ủy chỉ huy tàu đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, phê duyệt và thông qua giáo án, đặc biệt chú trọng vào bồi dưỡng phương pháp, trình độ sư phạm cũng như tác phong của cán bộ lên lớp, thường xuyên đổi mới, sáng tạo phương pháp huấn luyện, ứng dụng các công nghệ thông tin cũng như các phần mềm mô phỏng và các cái sáng kiến cải tiến mô hình học cụ vào trong huấn luyện để giúp người học có một góc nhìn trực quan, sinh động trong quá trình học tập. Những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, nhiệm vụ trên giao cho lữ đoàn ngày càng nặng nề, yêu cầu cao hơn về chất lượng, có nhiều nhiệm vụ mới. Trong khi đó, trang bị mới, quá trình bảo đảm vật tư còn khó khăn, đơn vị đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Từng bước nâng cao tính đồng bộ, tính chính xác, hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng của hệ thống vũ khí, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong quá trình tại bến ấy, là hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng thì chúng tôi đều làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa tất cả những cái hỏng hóc và phát sinh. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cho người kiểm tra toàn bộ vũ khí, trang bị, sự hoạt động đồng bộ, tin cậy của trang bị, tất cả những hỏng hóc nhỏ thì chúng tôi phải tổ chức khắc phục. Ngoài ra, chúng tôi còn kiểm tra trình độ của cán bộ nhân viên ở dưới tàu, huấn luyện bổ sung cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện tốt cái nhiệm vụ sắp tới mà đơn vị được giao.
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Lữ đoàn 161 đã và đang được đầu tư vũ khí trang bị mới, cơ sở vật chất, cầu cảng, bãi tập tiếp tục được củng cố. Tổ chức biên chế được điều chỉnh tinh, gọn, mạnh, huấn luyện được đổi mới theo hướng tinh nhuệ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang bị. Từ đây, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng chiến đấu được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn lữ đoàn. Xây dựng cho cán bộ chiến sĩ cái bản lĩnh chính trị vững vàng, cái ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và bồi dưỡng để cho cán bộ nhận thức đầy đủ về truyền thống tự hào, tự tôn, về lịch sử, về truyền thống dân tộc, về truyền thống của hải quân, bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ về cái kỹ năng và tổ chức chỉ huy cũng như là về cái kỹ năng trong cái hoạt động sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, tổ chức nhiều cái hoạt động như là hội thao, như là hội thi để cho cán bộ chiến sĩ làm quen với những cái tình huống để khi tình huống nó xảy ra thì bộ đội có thể là xử lý, xử trí tình huống đó được ngay.